Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây Cùng dự trữ liên bang Mỹ phép lo lắng trước sự trở lại của ông Trump Ông Joe Biden và nhiều nhân vật đảng Dân Chủ lên tiếng hậu bầu cử Mỹ Trung Quốc bày tỏ mong muốn đặc biệt về Mỹ sau khi ông Trump đắc cử Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed lo ngại sau khi nhậm chức tổng thống, ông Donald Trump sẽ can dự vào những quyết định vốn dĩ độc lập từ trước đến nay của ngân hàng trung ương này. Trong hơn 70 năm qua, ngân hàng trung ương Mỹ hoạt động như một cơ quan độc lập để quyết định lãi suất nên ở mức nào trong các cuộc họp nội bộ. Những người đứng đầu, các nhà hoạch định chính sách không phải tham khảo ý kiến của tổng thống và các quan chức khác vì lý do chính đáng dưới đây. Theo lời giải thích của một cựu chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Fed, nhiệm vụ của những người đứng đầu ngân hàng trung ương là phải đưa ra những quyết định mặc dù có thể không được lòng dân, nhưng cuối cùng vẫn là tìm cách mang lại lợi ích cho nền kinh tế nước Mỹ trong dài hạn. Tuy nhiên, tính độc lập trong suốt 70 năm của Fed có thể bị can dự khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Ứng cử viên tranh cử Đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo vào tháng 8, ám chỉ đến các quyết định về lãi suất của Fed. Tôi cảm thấy rằng ít nhất Tổng thống cũng nên có tiếng nói trong vấn đề này. Tôi cảm nhận điều đó rất mạnh mẽ. Tôi kiếm được rất nhiều tiền và rất thành công. So với những người làm việc tại Cục Dự trữ Liên bang hoặc Chủ tịch Fed, tôi có bản năng về kinh tế tốt hơn không rõ liệu ông Trump hay bất kỳ tổng thống nào có thể xóa bỏ tính độc lập của Fed hay không, hoặc liệu điều đó có cần sự chấp thuận của Quốc hội hay không. Tuy nhiên sau khi tuyên bố của ông vấp phải loạt phản ứng dữ dội, ông Trump đã xoa so dịu dư luận trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg News chưa đầy 2 tuần sau đó. Theo tôi, một tổng thống chắc chắn có thể nói về lãi suất nếu như họ có trực giác rất tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đang ra lệnh, nhưng nó có nghĩa là tôi nên có quyền được nói về nó như bất kỳ ai khác. Fed không được thành lập để lấy lòng công chúng, rõ ràng người dân Mỹ và các chính trị gia không thích mức tỷ lệ lãi suất mà Fed đưa ra để cứu nền kinh tế. Bất chấp những lời kêu gọi hạ lãi suất sớm hơn, Fed vẫn giữ lãi suất ở mức cao nhất trong hai thập kỷ suốt một năm để kiềm chế thực trạng lạm phát. Phải đến tháng 9 năm nay, họ mới thực sự cắt giảm. Nhiều quan chức được bầu trong ngày bầu cử vừa qua đã kêu gọi hạ lãi suất vào thời điểm đó, nhưng lập luận của họ có thể không được xem xét tại các cuộc họp về chính sách tiền tệ. Theo đánh giá của các nhà hoạch định tại Fed, việc hạ lãi suất quá sớm có nguy cơ làm bùng lại lạm phát. Hiện chỉ cao hơn 1 phần 10 điểm phần trăm so với mục tiêu 2% của Fed. Lãi suất cao hơn thường giúp kiểm soát lạm phát bằng cách khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp phải trả nhiều tiền hơn khi vay tiền. Từ đó hạn chế giá cả tăng cao hơn nhiều. Đó là lý do tại sao các quốc gia có ngân hàng trung ương độc lập thường có tỷ lệ lạm phát thấp hơn. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đề cập đến lập luận này khi trả lời các phóng viên vào tháng 9 sau khi tuyên bố hạ lãi suất. Ông Powell nói, đây là một cơ cấu mang lại lợi ích cho công chúng và tôi hy vọng điều này sẽ tiếp tục. Theo hai quan chức Mỹ và các cuộc trao đổi trong các nhóm WhatsApp của người di cư, chính quyền Biden đang lập kế hoạch dự phòng cho khả năng gia tăng người vượt biên khi ngày càng có nhiều người có ý định nhập cư, bày tỏ lo ngại về việc Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ đóng cửa biên giới. Gần 36 giờ trước khi ông Trump tuyên bố chiến thắng, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các cố vấn cấp cao và lãnh đạo Cục Hải quan và Biên phòng, CBP, cùng Cục Di trú và Hải quan, ICE. Trong cuộc họp, các bên đã bày tỏ những lo ngại về tác động trước chiến thắng của ông Donald Trump đối với an ninh biên giới. Theo hai quan chức trực tiếp tham gia cuộc gọi, những câu hỏi được đặt ra không có gì bất thường. Bộ An ninh Nội địa đã chuẩn bị về mặt hoạt động như thế nào để đối phó với khả năng gia tăng người nhập cư? Có đủ giường trong các trại giam ICE để giam giữ người nhập cư trước khi trục xuất không? Các cơ quan có thể tiếp tục đưa những người không đủ điều kiện xin tị nạn và quy trình trục xuất nhanh hay số lượng người sẽ quá tải hệ thống và buộc các nhân viên phải thả người di cư vào Mỹ với các phiên tòa được ấn định nhiều năm sau các quan chức nhấn mạnh rằng Bộ An ninh Nội địa cho thấy dấu hiệu gia tăng người di cư hướng đến Mỹ. Tuy nhiên họ lo ngại nếu ông Donald Trump đắc cử sẽ có làn sóng người di cư cố gắng nhập cảnh vào phút chót. Và CBP cùng ICE cần phải sẵn sàng. Người phát ngôn của CBP tuyên bố người di cư không nên tin vào những lời dối trá của những kẻ buôn người. Quan chức này cho biết thêm Washington tiếp tục thực thi luật di trú và người di cư nên sử dụng các con đường an toàn, hợp pháp và trật tự để đến Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump đã cam kết sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp nếu ông đắc cử. Khi tin tức về chiến thắng của ông Donald Trump được công bố vào tối ngày 6 tháng 11, người di cư bắt đầu trao đổi trên WhatsApp, một kênh thông dụng mà những kẻ buôn người thường quảng cáo dịch vụ của họ cho người dân ở Trung và Nam Mỹ muốn đến Mỹ. Một chủ đề chung xuất hiện trong nhiều cuộc trò chuyện, phải đến Mỹ ngay bây giờ, bởi sau ngày 20 tháng 1 năm 2025, ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức, chính quyền ở Mỹ sẽ ban hành xác lệnh trục xuất hàng loạt người di cư người điều hành một nơi tạm trú ở Tijuana, Mexico, nơi người di cư chờ đợi trước khi vào Mỹ cho biết, ông dự đoán những kẻ buôn người sẽ gây áp lực buộc người di cư bắt đầu vượt biên ngay. Ông Gustavo Banda, người điều hành Templo Embajadores de Jesus, nơi hiện đang cư trú khoảng 1.400 người di cư cho biết, bọn buôn người sẽ nói rằng mọi người cần phải vào trước khi ông Donald Trump nhậm chức. Ông cũng nói rằng người di cư tại nơi tạm trú của ông đang cảm thấy bất an, nhưng ông cố gắng giúp họ bình tĩnh. Ông đã nói, không ai biết điều gì sẽ xảy ra, đó là lý do tại sao bạn phải nói chuyện với họ rằng hiện tại hoàn toàn chưa có gì thay đổi. Tại một khu vực khác ở Mexico, gần biên giới Mỹ, ông Francisco Loreiro, người điều hành nước tạm trú Nogales, cho biết ông đã nói chuyện với người di cư về kết quả bầu cử và những lo ngại của họ, đồng thời cho những người di cư biết về ứng dụng mà họ có thể sử dụng để xin tị nạn mà không cần nhập cảnh vào Mỹ. Trước đó trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump đã thể hiện lập trường cứng rắn về nhập cư, ông cam kết sẽ tiến hành đợt trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ đối với người nhập cư không có giấy tờ. Ông cũng dự định khôi phục một số chính sách gây tranh cãi trong nhiệm kỳ đầu. Một trong đó là chương trình Ở lại Mexico, yêu cầu người xin tị nạn phải ở lại Mexico cho đến ngày hồ sơ của họ được phía Mỹ phê duyệt. Theo AP, sau khi bầu cử Mỹ 2024 có kết quả là chiến thắng thuộc về ông Donald Trump, đương kim tổng thống Joe Biden đã đầu tiên lên tiếng. Thông điệp của đương kim tổng thống Joe Biden chủ yếu nhằm động viên phó tổng thống Kamala Harris, người vừa có phát biểu tuyên bố thua cuộc bầu cử cách đó ít lâu. Cụ thể theo thông báo của nhà trắng công bố, ông Biden đã ca ngợi phó tổng thống Kamala Harris là một đối tác và công chức tuyệt vời, đầy lòng chính trực, can đảm và bản lĩnh. Ông Biden cũng lưu ý bà Harris đã tham gia chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng trong hoàn cảnh phi thường. Song song với đó, ông Biden nói thêm, bà Harris đã tiến lên và lãnh đạo một chiến dịch lịch sử, thể hiện những gì có thể đạt được khi được kim chỉ nam đạo đức định hướng mạnh mẽ và một tầm nhìn rõ ràng về một quốc gia tự do hơn, công bằng hơn với vô vàn cơ hội cho tất cả người Mỹ. Sau ông Biden ít lâu, vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama cũng đang thông điệp của riêng mình. Mở đầu thông điệp, vợ chồng ông obama gửi lời chúc mừng cho ông trump và khẳng định không thể tự hào hơn vì những gì mà bà harris đã làm tuy nhiên ông obama cũng đưa ra một số cảnh báo về tình hình mỹ như tôi đã nói trong thời gian tranh cử nước mỹ đã trải qua rất nhiều khó khăn trong vài năm qua từ một đại dịch lịch sử và sự tăng vọt giá hàng hóa do đại dịch gây ra đến những biến đổi nhanh chóng và cảm giác ám ảnh nhiều người rằng dù họ có làm việc chăm chỉ thế nào, thì điều tốt nhất họ có thể làm được là không thụt lùi. Những hoàn cảnh đó đã tạo nên cơn gió ngược cho những lãnh đạo dân chủ đương nhiệm trong thế giới. Sự kiện bầu cử vừa qua đã chứng minh rằng Mỹ không phải ngoại lệ. Tin tốt là những vấn đề này có thể giải quyết, nhưng chỉ khi chúng ta lắng nghe nhau và tuân thủ theo những nguyên tắc hiến định cốt lõi và thông lệ dân chủ đã làm nên đất nước này. Sau ông Biden và ông bà Obama, Vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đang thông điệp phản hồi kết quả bầu cử. Trong đó ông bà Clinton hy vọng cặp ông Trump và ông Vance sẽ điều hành đất nước vì tất cả người dân Mỹ và mong rằng chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ thuận buồm xuôi gió. Vợ chồng Clinton nhắc nhở: "Chúng ta cần giải quyết những vấn đề của mình và cùng nhau nắm bắt cơ hội." Bà Clinton chính là người đã để thua ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016. Các trợ lý và đồng minh trong chiến dịch tranh cử của bà Harris đang trong tình trạng sốc và không tin sau ngày bầu cử Mỹ, choáng váng vì ứng viên của họ thua ông Trump. Một nguồn tin thân cận với chiến dịch của bà Harris nói với CNN, bụng tôi quặn lại, một người khác nói, thật khủng khiếp, thất bại của bà Harris đến quá nhanh và bất ngờ với nhiều người. Trích dẫn các cuộc trò chuyện với các nhóm thực địa và dữ liệu nội bộ, trước thêm đêm bầu cử, các quan chức chiến dịch của bà Harris đã dự đoán sự tự tin về vị thế của phó tổng thống, nhưng sự tự tin đó đã tan biến. Một nguồn tin khác thân cận với chiến dịch mô tả tâm trạng của các quan chức chiến dịch của bà Harris qua đêm rằng thật ảm đạm, Pennsylvania là đinh đóng vào quan tài. Nguồn tin cho biết bà ấy đã gặp phải mọi trở ngại, mọi con số đều đi ngược hướng với bà ấy. Đối với nhiều trợ lý chiến dịch của bà Harris, Quá trình xử lý cảm xúc xung quanh kết quả bầu cử cũng đang va chạm với những tác động thực tế của việc kết thúc bất kỳ chiến dịch tranh cử tổng thống nào. Nhiều người đóng gói hành lý và chuẩn bị rời khỏi những ngôi nhà tạm thời mà họ đã dựng lên ở các tiểu bang chiến trường khi họ suy ngẫm về những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ tiếp tục xử lý mối quan hệ với Washington trên cơ sở chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 6 tháng 11. Bà khẳng định chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ là nhất quán và sẽ tiếp tục nhìn nhận và xử lý quan hệ Trung Mỹ trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác. Bà cũng cho biết tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ vì bầu cử tổng thống là vấn đề nội bộ của Mỹ đối với khả năng của ông Trump sẽ tăng thuế nhờ vào hàng hóa Trung Quốc. Bà Mao Ninh nhấn mạnh, Bắc Kinh không trả lời các câu hỏi giả định. Trước đó trong quá trình tranh cử, ông Trump từng tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế lên tới 60% đối với hàng hóa Trung Quốc, cao hơn nhiều so với mức 25% ở nhiệm kỳ đầu để thúc đẩy sản xuất của Mỹ. Liên quan đến việc chúc mừng ông Trump, bà Mao Ninh cho biết thêm, sau khi kết quả bầu cử chính thức được công bố, Trung Quốc sẽ xử lý các vấn đề liên quan theo thông lệ. Có nhận định cho rằng sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump gần như chắc chắn sẽ tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn hơn với Bắc Kinh, đặc biệt tập trung vào cạnh tranh kinh tế và công nghệ. Điều này có thể sẽ tạo thêm gánh nặng cho nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn của Trung Quốc. Đảng Dân chủ lại để thua một cách thuyết phục trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, những thách thức đối với Đảng Dân chủ cũng như những sai lầm của chiến dịch tranh cử đã trở nên rõ ràng ngay từ ngày bà Kamala Harris trở thành người được đề cử. Đầu tiên là sự đau đớn về kinh tế. Dưới thời chính quyền ông Biden, khoảng cách giàu nghèo ở Mỹ đã nới rộng, tầng lớp trung lưu đã thu hẹp. Các thị trấn thịnh vượng trước đây đã phải vật lộn khi việc làm chuyển ra nước ngoài. Về mặt chính trị, các chính phủ đương nhiệm gần như luôn phải trả giá khi cử tri gặp khó khăn về kinh tế, và điều đó vẫn xảy ra, bất kể ông Joe Biden hay bà Kamala Harris là người được đề cử. Bà Harris phải đối mặt với một nhiệm vụ bất khả thi, cố gắng chia sẻ công lao về những thành tựu kinh tế của chính quyền ông Joe Biden mà không làm giảm bớt khó khăn tài chính thực sự mà nhiều người Mỹ đang cảm thấy. Thứ hai, các ưu tiên nền tảng của Đảng Dân chủ, trong khi các cử tri chính thống lo lắng về cách trang trải cuộc sống và tự hỏi tại sao cuộc sống của con cái họ lại khó khăn hơn cha mẹ thì Đảng Dân chủ lại bận tâm đến những vấn đề mà một số người gọi là chiến tranh văn hóa, bao gồm chăm sóc sức khỏe, khẳng định giới tính và Gaza. Trong khi đó, thông điệp làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Donald Trump lại có sức ảnh hưởng, mặc dù đó là lời hứa mà không ít người cho là viển vông bà Harris có thể nói rằng bà là người sở hữu súng và sẽ không tước vũ khí của bất kỳ ai, nhưng những người hoài nghi sẽ không bao giờ tin bà. Thứ ba, sự chuyển dịch từ ông Joe Biden sang bà Harris. Bà Kamala Harris là ứng cử viên Đảng Dân chủ tình cờ, mặc dù là phó tổng thống, bà không phải là nhân vật được công chúng Mỹ biết đến nhiều, đặc biệt là khi so sánh với ông Donald Trump. Đây là một yêu cầu gần như bất khả thi đối với bà để giành được lòng tin của công chúng Mỹ trong khoảng thời gian hạn hẹp mà bà có đây là chiến thắng lần thứ hai trong ba lần ông trump tranh cử tổng thống trong cả hai lần chiến thắng ông đều đánh bại một phụ nữ một lần nữa cho thấy nhiều cử tri gặp khó khăn khi hình dung một người phụ nữ điều hành đất nước từ phòng bầu dục có thể khó chứng minh rằng bà harris thua cuộc vì lý do phân biệt giới tính nhưng giới tính đang đóng vai trò chính trong cách người mỹ bỏ phiếu trong năm nay tiếp đó là những đánh giá sai lầm của chiến dịch dân chủ với một tỷ lệ tranh lệch lớn cử tri mỹ cho rằng đất nước đang đi sai hướng đây là một dự đoán chắc chắn rằng đảng cầm quyền sẽ mất nhà trắng với chiến thắng này ông donald trump đã thành công trong việc buộc bà harris phải gánh trách nhiệm về vai trò lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ sắp kết thúc của tổng thống biden và ông đã thu hút sự bất an của cử tri bằng cách nói về tình hình đất nước và bằng những hồi tưởng với những ngày tháng được cho là tốt đẹp hơn khi ông còn là tổng thống ở nhiệm kỳ đầu ngoài ra cuộc đấu đá trong nội bộ đảng dân chủ cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc đảng này thua cuộc trước đảng cộng hòa Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ vừa qua, ông Donald Trump đã nêu ra một số điều ông sẽ làm vào ngày đầu tiên trở lại nhiệm sở nếu đắc cử. Chính xác thì ông muốn làm gì đầu tiên khi trở lại Nhà Trắng? Trước đó, ông Donald Trump đã gây sốc vào năm ngoái khi ông bày tỏ muốn thành nhà độc tài, nhưng chỉ vào ngày đầu tiên tái đắc cử. Trong một sự kiện ở thị trấn thuộc bang Iowa, khi được người dẫn chương trình Fox News, Sean Hannity hỏi rằng liệu ông có hứa rằng sẽ không bao giờ lạm dụng quyền lực để trả thù bất kỳ ai không, ông Trump trả lời ngoại trừ ngày đầu tiên. Giải thích về ý này, ông Trump nói, tôi sẽ đóng biên giới, và tôi muốn. Hãy khoan, sau đó tôi không phải là một nhà độc tài nữa. Nếu trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump từng thề sẽ sa thải ông Jack Smith. Cố vấn đặc biệt đã đưa ra hai vụ án liên bang chống lại ông trong vòng 2 giây. Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn trên truyền hình hồi giữa tháng 10, ông Trump đã nói rằng sẽ trừng phạt các công tố viên và thẩm phán giám sát nhiều vụ án hình sự chống lại ông. Ông Trump nói rằng một trong những hành động đầu tiên nếu ông đắc cử nhiệm kỳ thứ hai sẽ là giải thoát cho một số người bị kết án do liên quan đến vụ bạo loạn và tòa nhà quốc hội hôm 6 tháng 1 năm 2024. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tính đến đầu tháng 10 năm 2024, hơn 1.530 cá nhân đã bị buộc tội hình sự tại Tòa án Liên bang liên quan đến ngày 6 tháng 1 năm 2021, trong đó hơn một nửa đã nhận tội. Bên cạnh đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump nói trong một video vận động tranh cử vào năm ngoái rằng ông sẽ chấm dứt những hành động tàn bạo của thỏa thuận xanh mới nếu được bầu lại. Thỏa thuận xanh mới là thuật ngữ được ông Trump sử dụng để chỉ chung các chính sách về khí hậu và năng lượng của chính quyền tiền nhiệm. Ông Trump đã nói rằng động lực đằng sau việc ông rút khỏi các sáng kiến về khí hậu và thúc đẩy sự phụ thuộc liên tục vào dầu mỏ và khí đốt là do nhu cầu kinh tế. Song song với đó, ông Trump từng cam kết sẽ quyết tâm trục xuất hàng triệu người di cư đang sống bất hợp pháp tại Mỹ. Trong cuộc vận động tại Madison Square Garden ở New York vào cuối tuần trước, ông đã nhắc lại lời hứa sẽ ban hành lệnh trục xuất hàng loạt vào ngày đầu tiên. Theo đó, cựu tổng thống Mỹ nói rằng vào ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, ông sẽ khởi động chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ để trục xuất tội phạm và giải cứu tất cả các thành phố và thị trấn. Ông sẽ sử dụng lực lượng thực thi pháp luật địa phương và vệ binh quốc gia để tìm kiếm những người di cư đang sống trên nước Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump đã ủng hộ việc tự động cấp thẻ xanh cho những người không phải công dân Mỹ sau khi họ tốt nghiệp đại học. Ông cho rằng nếu tốt nghiệp đại học thì người đó nên tự động nhận được thẻ xanh như một phần của bằng tốt nghiệp để có thể ở lại mỹ